làm cách nào để marketing bảo hiểm nhân thọ đến đúng đối tượng khách hàng hiệu quả để lấy thông tin được ạ. Thực ra trong bán hàng của bán hàng bảo hiểm nhân thọ thì bạn sử dụng cái phương pháp bán hàng rất là tuyệt vời, là trong có một cuốn sách nói về cuốn về về cái cách bán hàng là bạn bàn và bán. Thì bản chất ở đây là tôi dùng cái phương pháp, tôi đổi lại một chút, tôi gọi là phương pháp bán hàng chuẩn nhận thức. Phương pháp bán hàng chuẩn nhận thức tức là trước đây người Việt Nam mình họ chỉ hiểu rằng mua bảo hiểm nhân thọ là chỉ là đơn thuần là nếu xảy ra rủi ro thì họ được bảo hiểm. Nhưng người Việt Nam nguyên tắc mà dân trí càng thấp thì mức độ sợ chết là càng bình thường, mà dân trí càng cao càng giàu thì mức độ sợ chết càng lớn. Thế thì như vậy là ở đây là bạn phải dùng phương pháp bán hàng chuẩn nhận thức. Thế nào gọi là chuẩn nhận thức? Là bạn phải cho họ thấy là cái bảo hiểm đấy nó mang lại cái giá trị như thế nào đối với cuộc sống của họ. Nhưng khó cái là bạn không thể nói ra là nếu anh ốm, nếu anh chết, nếu anh đột tử thì những cái thứ đấy bạn nói nó xui xẻo thì không dám nói rồi. Thế thì bây giờ bạn chọn một cái ngôn từ nào đấy bạn nói để mà họ cho họ hiểu là cái giá trị mà bạn mang đến cho cái khách hàng, mà nếu họ mua được cái gói đấy thì đấy, cái đấy gọi là tạo nhu cầu. Và bạn phải chứng minh là xu thế những cái đất nước nó văn minh và những người giàu họ đã làm, tức là KOL đấy, tức là những người giàu họ đã phải sử dụng những cái gói này, thì bạn để làm chất liệu của marketing. Câu chuyện nữa của marketing là bạn phải tìm được đúng đối tượng. Thì ở đây cái câu chuyện là cái chọn cái kênh để tiếp cận đúng với cái đối tượng, thì xin thưa anh chị là chính vì không có thời gian để mà dỉ dón theo kiểu làm bạn để bàn xong với bán, thì bên chỗ bảo hiểm của anh chị thường người ta chọn cái kênh hội thảo. Và trong quá trình người ta làm hội thảo thì người ta đã thay đổi nhận thức của người dùng và giúp cho người tiêu dùng họ hiểu được cái giá trị của cái bảo hiểm để người ta mua. Vì vậy cái kênh hội thảo vẫn là kênh chủ đạo trong lĩnh vực bảo hiểm. Tôi nói từ cách bán hàng nhé, xong sang đến cái phương tiện bán hàng gọi là kênh đấy, thì là kênh hội thảo. Tuy nhiên để thành công trong hội thảo đấy thì tôi cho rằng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng đó là cái việc mà các anh chị rất là chân thành và đưa ra những cái gói nó rất là phù hợp cho người ta. Tôi nhắc lại vẫn là chân thành. Nếu người ta không hợp với cái gói đấy, đừng bắt người ta, đừng bắt ép người ta mua, đừng sale bằng mọi giá đấy. Thế thì như vậy là hiện nay ngành bảo hiểm các anh chị thì nó cũng bị ở đâu đó nó bị vấy bẩn một chút về một số cái con sâu nó làm dầu nồi canh trong cái cách bán hàng. Nhưng tôi nghĩ là cách bán hàng hội thảo vẫn là cách bán hàng hiệu quả đối với kênh marketing. Chỉ có điều anh tối ưu nó để làm sao mà lấy được lòng tin của người dân thông qua cái chuẩn nhận thức, thông qua cái việc mà chân thành trong những cái hội thảo thôi. Và chúc anh thành công với kế hoạch marketing của anh. Rồi, cảm ơn. Nguyễn Phương có đặt câu hỏi: chào thầy ạ, em muốn mở công ty chuyên thu mua trái cây sạch để xuất khẩu, cụ thể là trái bưởi, sầu riêng để xuất khẩu. Kênh thu mua của em đã có, còn hướng xuất khẩu đi em chưa có nhiều kiến thức, mong thầy tư vấn ạ. Em cảm ơn thầy. Thế thì xuất khẩu đi chăng nữa thì nó giống như là mình mang từ tỉnh này mình bán sang tỉnh kia, chẳng qua là qua mỗi một cái biên giới tỉnh thành thì nó có một cái hệ thống gọi là kiểm dịch là một. Thứ hai là kiểm tra cái chất lượng sản phẩm của em để trước khi đưa vào quốc gia họ, để nó bảo vệ cái quyền của người tiêu dùng của đất nước họ. Mà những cái đất nước là càng văn minh thì cái việc mà hàng rào kỹ thuật nó càng khắt khe và cái tâm của nó càng cao. Tức là bạn dùng tiền lobby cũng không được. Ở Việt Nam ở đâu đó một số quan chức là lobby thì nó vẫn cho bạn qua. Thế nhưng mà đối với Tây thì là những cái nước càng văn minh thì lại càng không vào được. Nhưng mà nếu mà vào được thì bạn lại càng có cái lợi nhuận cao. Vì ở đó thì chính hàng rào nó cao, cho nên là những chú lùn không nhảy qua được. Nhưng mà hàng rào thấp thì chú nào cũng nhảy qua được, chuột chù nó còn nhảy qua được để vào nó bán. Thế thì thành ra là một cái môi trường cạnh tranh và hàng hóa nó lẫn lộn. Thế thì như vậy, ở đây vậy thì thông qua đây thì bạn có hai bước để bạn tìm hiểu. Một là bạn tìm hiểu thị trường mà cái trái cây bạn xuất đi, thì có thể là bạn đi đến độ khoảng 5-7 nước. Ok,
cái này bạn phải hỏi bên VCCI thì họ sẽ chỉ cho bạn là những cái trái cây đấy thường là cái kim ngạch xuất khẩu và những cái nước nào nó lớn, và những nước nào thì cái giá trị mà đưa vào trong nước của họ bán cái giá nó cao. Thì đấy là cái câu chuyện bạn phải đi khảo sát khoảng 4-5 nước mà thông qua bên chỗ VCCI họ sẽ chỉ dẫn cho. Câu chuyện thứ hai, sau khi đến các nước ấy rồi thì bạn phải tìm hiểu về cái hàng rào kỹ thuật để cái sản phẩm của mình nó đưa sang từ Việt Nam đưa sang cái đất nước của họ, thì họ kiểm tra những cái tiêu chí gì và liệu là mình có đạt các tiêu chí hay không, tức là mình là chú lùn hay là người cao để nhảy qua cái hàng rào đấy. Xong được hai cái yếu tố ấy rồi thì đến câu chuyện thứ ba, với là yếu tố của câu chuyện thương mại, thì nó liên quan đến toàn bộ cái văn hóa, tập tục, kênh bán hàng ở bên nước họ, cách làm marketing hay là cách xây dựng hệ thống chân rết bán hàng bên đấy, hay cách xây dựng hệ thống kênh phân phối bên đó nó như thế nào, và nó liên quan đến toàn bộ cái việc mà chi trả tài chính, nó có bị đọng nợ không, có bị rủi ro không, thói quen vùng miền ở cái đất nước họ nó như thế nào liên quan đến tài chính, thì bạn phải lường được hết những cái rủi ro trong quá trình giao dịch. Và thậm chí là bạn giao hàng trễ thì cái phạt hợp đồng nó sẽ như thế nào, nó vân vân, nó còn n cái thứ liên quan đến cái giao dịch trong quá trình làm việc với nhau. Vậy thì tôi nghĩ là có hai cái bước mà bạn: một là khảo sát thị trường, hai là đánh giá cái hàng rào kỹ thuật để xem mình có nhảy qua được không, và đến cái thứ ba thì mới là những cái kiến thức liên quan đến thương mại quốc tế. Vâng, và chúc cho bạn làm được việc này, và tôi đánh giá rất cao cái việc này, bởi vì đây là cái việc mà bạn đang làm một cái việc cực cực tốt cho cái đất nước này, là bạn mang những cái trái cây của Việt Nam đi xuất khẩu ra nước ngoài và mang những đồng đô la của nước ngoài về với Việt Nam, thì như vậy nó mới tăng cái giá trị tổng cái giá trị thu nhập của người dân lên. Thay vì chúng ta cứ cào cấu lẫn nhau thì chúng ta hãy mở rộng cái thương mại ra nước ngoài để mang những cái đồng đô la của nước ngoài về Việt Nam. Và chúc cho bạn hoàn thành cái sứ mệnh thật tốt, và cũng là cái cách để giúp cho nông dân Việt Nam làm giàu trên chính quê hương mình. Rồi, cảm ơn bạn. Trần Lương Khánh có đặt câu hỏi: thầy ơi, bắt đầu khởi nghiệp thì mình nên làm công việc gì đầu tiên ạ? Em cảm ơn thầy ạ. Vâng, thưa anh, là đây là cái việc mà tôi gặp rất nhiều thằng startup tôi chửi. Là vì thế này, khi mà startup ấy thì nguyên tắc là khi bắt đầu chuẩn bị thì là người ta chuẩn bị từ thượng tầng cho đến chi tiết, tổng thể cho đến chi tiết. Ví dụ người ta làm tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, bộ nhận diện thương hiệu, và rồi bắt đầu mới quay xuống là sản phẩm, dịch vụ, phục vụ khách hàng, và cái đặc thù đặc biệt của cái sản phẩm của mình là cái gì để tạo ra cái sức cạnh tranh. Xong sau đó người ta mới dùng xây dựng hệ thống marketing, hệ thống bán hàng đấy, marketing đến tiếp thị đến khách hàng, hệ thống truyền thông và hệ thống sale để bắt đầu triển khai cái nghiệp vụ khách hàng. Rồi sau đó người ta mới lo về mặt quản trị hệ thống. Sau với cái dân startup mà không có nhiều tiền thì bắt đầu, tóm lại, người ta tập trung vào tạo ra sản phẩm khác biệt và làm truyền thông, làm marketing để đưa sản phẩm, và biết cách định giá sản phẩm để đưa sản phẩm ra ngoài thị trường. Và hãy tập trung tối ưu cho cái việc truyền thông, marketing và sale để bán hàng trước và xây dựng những cái nghiệp vụ và sản phẩm nó khác biệt với thị trường. Thì đấy là bốn cái quan công việc rất là quan trọng. Tôi nhắc lại này, khi chuẩn bị thì sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý vận hành, tất cả những thứ đấy thường các bạn vẫn phải xây dựng. Nhưng tôi nhắc bạn đừng ngồi nghĩ nó đến mức độ hoàn hảo mà 3 tháng sau chưa xong được 3 cái thứ hoàn toàn là bản đấy. Thế cho nên là tôi chửi mấy thằng startup là nếu mày chưa có cái logo thì mày dán cái lá cây vào cũng được. Xong đến lúc mà 1 năm sau mà khách hàng họ biết nhiều nhiều đến mày thì mày quay lại mày đi làm logo để làm lại cũng đã sao đâu. Sao lại mất 3 tháng, còn không giống như Tây được. Tây là nó được đầu tư một cách bài bản, nó có rất là nhiều tiền, cho nên nó yên tâm là giá trị, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi nó ngồi, nó có thể xây dựng trong vòng 2 tháng thì bắt đầu nó mới bắt tay vào kinh doanh. Còn mày là mày xây xong 2 tháng thì mày hết bố nó tiền thì còn xây cái gì nữa. Thế cho nên là tạm thời là mấy cái thứ mà lý thuyết đấy thì mình làm nó đơn giản thôi, miễn là có. Xong sau đó là bạn tập trung vào 4 cái cực kỳ quan trọng, đó là chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xem sản phẩm, chất lượng sản phẩm dịch vụ của mình có gì khác biệt để mà họ mua của mình mà không phải mua của những người bên cạnh.
Câu chuyện thứ hai, sau đó bạn mới có được cái kỳ truyền thông, marketing và sale, và bạn tập trung vào hệ thống đấy để bán hàng cái đã. Và bắt đầu hàng nó chạy ra thị trường rồi thì bắt đầu chúng ta quay trở lại quản trị hệ thống. Sau khi quay trở lại quản trị hệ thống nó ổn rồi thì bước tiếp theo chúng ta mới tập trung vào những cái sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, nhận diện thương hiệu gì thì làm. Chứ nếu không thì là bạn sẽ bị sa đà vào cái vùng mà luẩn quẩn là tiền thì không có nhưng mà toàn nghĩ cái chuyện mà viển vông trong tương lai. Nhưng mà nếu mà bạn có rất nhiều tiền rồi thì bạn là phải nghĩ cái vĩ mô trước, thì nó phụ thuộc vào cái nguồn lực của bạn. Thì ở đây không đúng, không có sai. Nhưng nếu bạn start ít tiền thì trực diện vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phương pháp truyền thông, marketing, sale để bán được hàng ra thị trường cái đã, rồi tất cả những thứ khác bạn sau. Rồi, chúc bạn start thành công. Rồi, cảm ơn các bạn.